Thanh Hằng bức xúc vì bị nghi nhận túi hiệu từ dược sĩ Tiến, Hà Hồ xa lánh Hương Giang hậu drama. Cái kết của drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài ra, tin đồn dược sĩ Tiến phải chi 600 triệu mua túi hiệu tặng hai chị đại cũng gây không ít tranh cãi. Theo đó, tối 1 tháng 9, tập 4 The New Mentor lên sóng và thu hút sự quan tâm của fan thời trang. Gây chú ý nhất tập này chính là drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Theo đó, nữ hoàng giải trí đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em đã chơi chiêu loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Cả hai đã có màn tranh cãi vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà. Trên sách quay, drama khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về. Tuy nhiên, theo thông tin hành lang, drama thật sự kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng đã được cắt đi. Netizen còn lan truyền nhau thông tin Hồ Ngọc Hà rất giận dữ trong hậu trường khiến toàn bộ người trong sách quay cũng phải tái mặt. Không những vậy, Hồ Ngọc Hà còn muốn dừng lại ngay lập tức và sẵn sàng đền hợp đồng. Lúc này, nhà sản xuất và ekip The New Mentor bối rối phải xuống nước xin lỗi. Sau đó, dược sĩ Tiến xoa dịu cơn phẫn nộ của Hồ Ngọc Hà lẫn đàn chị Thanh Hằng bằng cách tặng túi hiệu. Theo tin đồn, nhà sản xuất chương trình chi 600 triệu để mua túi Dior và Chanel tặng hai chị đại. Không những vậy, Hương Giang còn đích thân ra điểm diện của Hồ Ngọc Hà xin lỗi. Kết quả sau đó êm đẹp và Hồ Ngọc Hà chấp nhận quay tiếp, nhưng phía The New Mentor phải đảm bảo mọi thứ được công tâm nhất. Dựa vào các tin đồn từ đầu mùa đến nay đều xảy ra chính xác, đông đảo fan cho rằng những diễn biến này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, mới đây phía Thanh Hằng vừa đăng dòng trạng thái phủ nhận được tặng túi Dior như mạng xã hội lan truyền. Cụ thể, chân dài 1m12 viết: "Theo giới thạo tin báo về và bảo tôi được tặng túi Dior để xoa dịu, nói nghe hộp bánh trung thu đòi lại không được, nay đến miếng da túi Dior còn không thấy thì khủng khiếp với tôi quá không." Phía dưới bài viết, Hương Giang để lại bình luận: "Theo giới thạo tin Jennifer đã ăn hết một chiếc bánh trung thu và hiện ả đang vi vu bên nước Mỹ với số bánh trung thu còn lại tặng cho bạn bè nơi đây nên không còn để trả Phạm Thanh Hằng." Về phía Hồ Ngọc Hà, cô không lên tiếng về tin đồn này. Thậm chí khi bị bạn trai tin đồn của dược sĩ Tiến đột nhiên đá xéo rồi lại công khai xin lỗi, nữ ca sĩ cũng chẳng thèm quan tâm. Ngược lại, nữ hoàng giải trí tỏ ra vô cùng vui vẻ. Mới đây, cô còn gây náo loạn tại một sự kiện, bảo vệ ra sức ngăn cản khán giả. Theo đó, Hồ Ngọc Hà đã xuất hiện biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc hoành tráng chào mừng lễ quốc khánh 2 tháng 9. Xuất hiện trên sân khấu với mẫu váy trắng đến từ thương hiệu đình đám quốc tế, nữ ca sĩ khiến dân tình không khỏi suýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, cùng vóc dáng mảnh mai quyến rũ. Theo đó, khi đến đoạn drop của bài, nữ ca sĩ đã yêu cầu khán giả hãy cùng đưa tay lên cao và nhún nhảy theo điệu nhạc. Đáng chú ý, đông đảo bạn trẻ đứng ở phía xa sân khấu đã cùng nhau hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt theo yêu cầu này từ Hồ Ngọc Hà. Phần lớn khán giả có mặt trong đêm nhạc đều đồng loạt đưa cao cánh tay nhún nhảy cực tưng bừng cùng Hà Hồ trong tiết mục Keep Me Love. Thậm chí nhiều khán giả quá khích đã chen lấn để bắt tay Hồ Ngọc Hà khiến lực lượng an ninh phải ra sức ngăn cản. Sự hưởng ứng từ khán giả đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng để Hồ Ngọc Hà cháy hết mình trong tiết mục này. Nữ ca sĩ đã không giấu được tâm trạng phấn khích, đứng nhìn khán giả nhảy múa trên nền nhạc ca khúc của mình, tạo nên được một khoảnh khắc đáng nhớ. Dù đã là mẹ ba con nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được năng lượng rất máu lửa và nhiệt huyết mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Qua đoạn clip có thể thấy sức hút của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà đối với khán giả quả thật rất lớn. Mỗi đêm diễn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ đều khiến khán giả quên lối về trước âm nhạc sập sình cùng phong cách trình diễn đầy chuyên nghiệp. Suốt thời gian qua, Hồ Ngọc Hà là cái tên vô cùng chăm chỉ khi liên tục cho ra mắt các dự án âm nhạc nổi bật như Cô Đơn Trên Sofa, Love Song Đà Lạt, Love Song Đà Nẵng. Không những thế, nữ ca sĩ còn liên tục góp mặt tại nhiều show diễn lớn trong và ngoài nước, tần suất làm việc dày đặc nhưng Hồ Ngọc Hà không hề để lộ dấu hiệu của sự mệt mỏi mỗi khi xuất hiện trước khán giả khiến không ít người cảm phục. Mặc dù vui vẻ đi diễn mặc kệ ồn ào nhưng Hồ Ngọc Hà bị xoa giữ khoảng cách với Hương Giang. Cụ thể, trong trailer tập 5, nữ hoàng giải trí không ngồi gần đàn em mà cách bởi Lan Khuê. Nhiều người cho rằng cả hai còn giận nhau vì drama ở tập 4. Số khác lại nói rằng điều này khá bình thường vì vị trí ngồi của các super mentor do chương trình sắp xếp và việc hai người đẹp không ngồi gần cũng chỉ là ngẫu nhiên.